Chúng ta cùng giải quyết cái bài toán dãy số trong cái đề chọn để tuyển PMO của Tiền Giang năm 2024-2025. Thì cái bài dãy số này nó cùng cái mô típ với cái bài PMO 2015, 2012, 2015, 2017 và 2022. Thì chúng ta có thể sử dụng hai hướng tiếp cận sau để chúng ta giải quyết cái bài này. Tất nhiên những cái bài PMO được liệt kê ở đây cũng có thể tiếp cận như vậy. Cách tiếp cận ha. Cách tiếp cận thứ nhất, chúng ta dùng cái bộ đề giới hạn. Chúng ta cho K hai cái dãy số AN, BN phong âm. Rồi chúng ta có cái dãy BN hội tụ về không. Chúng ta có một cái số thực quy thuộc khoảng 0, 1. Và đồng thời cái dãy ANBN lại AN cộng 1 nhỏ bằng QAN cộng cho BN với mọi N lớn bằng N0 nào đó. Tức là đúng với khi N đủ lớn ha. Thì từ điều đó chúng ta sẽ dẫn đến giới hạn của dãy AN cộng 1. Không. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng cái hướng tiếp cận thứ hai. Hướng tiếp cận thứ hai. Chúng ta dùng định lý Weierstrass làm chủ đạo ha. Nhưng mà chúng ta cần phải khéo léo, chúng ta phải là bởi vì cái dãy chúng ta đang xét nó không hẳn là cái dãy số tăng ha, nên nó rất là phiền. Chính xác là không phải là dãy đơn điệu, có thể là dãy giảm ha. Thì khi mình sử dụng tiếp cận, hướng tiếp cận thứ nhất thì nó gặp những cái trở ngại là chúng ta phải đưa ra một cái ước lượng cho cái dãy UN, hay là ta đưa ra các cái chặng trên chặng dưới cho nó ha, tạm gọi là chặng trên chặng dưới, hay là chính xác là kẹp nó. Hoặc là thậm chí chúng ta chứng minh UN nó bị chặn trên, bị chặn dưới bởi hai con số thật nào đó. Rồi sau đó chúng ta mới đưa ra các cái tạm gọi là cái đánh giá tuyến tính, tự tuyến tính ha. Và đồng thời một điều quan trọng là chúng ta phải chứng minh lại cái bộ đề này rồi chúng ta mới áp dụng. Đó là điểm khó khăn. Ngược lại, tiếp cận thứ hai thì chúng ta cơ bản là chúng ta được phép sử dụng cái định lý này coi như là kết quả cơ bản để chúng ta giải quyết bài toán ha. Ở đây mình sẽ sử dụng hướng tiếp cận thứ hai. Trước hết mình có đưa ra một cái dấu hiệu để ta xem xét cái mô hình chung cho các cái bài này và cái bài trên. Đó chính là cái dãy số chúng ta nó sinh bởi một cái hàm hai biến sau: UN cộng 1 thì bằng F UN, rồi nó còn phụ thuộc hiển vào n luôn ha, cái n lớn bằng 1. Trong đó fi cái biến thứ nhất là liên quan tới un ha, biến thứ hai là n bằng căn bậc hai un bình cộng cho 3 lần n cộng 7 tất cả chia cho n cộng 1 này, rồi trừ 1 bên ngoài. Thì chúng ta có thể nhận thấy được rằng là ở đây chúng ta nhầm, không phải là un bình mà là bình ha. Ta thấy được rằng là SI nè thì nó lớn hơn không nè với mọi x thuộc tập số thật, mọi y thuộc tập số nguyên dương ha. Và chúng ta có thể nhận ra cái sự đơn điệu theo từng biến ha, của cái hàm F. Chính vì điều thứ nhất mà chúng ta thấy được rằng từ số hạng thứ hai trở đi của cái dãy số UN nó đều nhận giá trị dương ha. Để chú ý ha, trong căn này nè, cái x bình không âm nè, số hạng thứ hai này nó lớn hơn 3 nè, do đó nguyên cái căn này lớn hơn căn bậc hai của 3 rồi trừ 1 thì chắc chắn nó dương ha. Chúng ta xét với mỗi y thuộc vào tập số nguyên dương. Chúng ta xét cái hàm G
x phần f x y, thì chúng ta dễ dàng thấy được rằng hàm số này tăng tăng trên cái khoảng không vô cùng. Rồi với mỗi x thuộc khoảng không vô cùng là cộng vô cùng ha, khoảng không cộng vô cùng, thì hàm hi bằng f x y, dễ dàng thấy nó là hàm giảm ha. Ở đây mình viết lại lộn nè, này là y chứ không phải là n. Y có vai trò như n bên trên ha. Thì cái hàm số này là cái hàm giảm ha, trên tập số nguyên dương, hoặc thậm chí là trên khoảng không vô cùng cũng được ha, thì dễ dàng kiểm tra ha. Cái hàm này làm giảm nè. Rồi nếu như cái tình huống đó xảy ra ha, chú ý là cái tính đơn điệu của cái theo biến thứ hai nè, thì chúng ta có một cái chỉ số y mà nó thuận theo cái điều này thì người ta sẽ dẫn đến giải nó giảm luôn ha. Đó, tức là nếu tồn tại một cái con y lớn bằng 2 đi ha, thuộc tập số nguyên dương và y lớn bằng 2, sao cho con y nó phải thuận theo cái tính giảm này ha, cho u y cộng 1 nhỏ hơn bằng u y, thì chúng ta sử dụng phương pháp quy nạp này, ta dễ dàng chứng minh được rằng là u dễ u n nó giảm kể từ y trở đi. Rồi. Đây là một cái dấu hiệu để chúng ta có thể tiếp cận những cái bài bên trên ha. Rồi đối với cái giải cụ thể này thì chúng ta có thể xem xét xem liệu rằng có con y như vậy không. Thì đối với bài này thì chịu khó tính toán thì chúng ta có thể nhận ra được con y có thể chọn bằng 2 ha. Tức là U3 nó nhỏ bằng U2. Tuy nhiên cái việc tính toán có thể hơi nặng nề một chút xíu ha. Nếu trong trường hợp chúng ta không được sử dụng máy tính thì càng lại khó khăn. Nhận xét. Đối với cái giải trên á, thì chúng ta có được là U3 nhỏ hơn U2 nè. Ha. Nhưng ở đây mình sẽ đưa ra một cái cách nhìn tổng quát hơn, là mình không phụ thuộc vào cái giá trị U1 cụ thể, mà mình ở đây mình coi như là U1 bằng E. Giải bắt đầu từ đây ha, coi như là xét một cái giải tổng quát. Có số hạng bắt đầu, số hạng đầu tiên tổng quát hơn U1 bằng E, E thuộc tập số thật ha. Thì lúc đó trong cái trường hợp này thì chúng ta có thể nhận xét như bên trên đó, thì chúng ta sẽ đi ra được tất cả số hạng của n đều lớn hơn không á, với mỗi n lớn bằng 2. Được ha, nhớ nhận định sơ bộ nè, trong trong căn này thì nó lớn bằng 3 ha, thì nguyên cái này nó lớn bằng căn bậc 2 của 3 trừ 1 lớn hơn không. Rồi giờ chúng ta xét cái trường hợp 1 nè, mình tạm viết ký hiệu cho nhanh ha, tồn tại cái chữ số y lớn bằng 2, tất nhiên hiểu là nó là thuộc tập số nguyên và lớn bằng 2 ha, sao cho u y cộng 1 nhỏ hơn bằng u y. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng phương pháp quy nạp để chứng minh cái giải UN với N bắt đầu từ Y trở đi là dễ giảm ha. Chúng ta chỉ cần chứng minh bước quy nạp thôi. Bởi trong trường hợp này là cái bước đây là cái bước khởi tạo nè. Rồi, giả sử UK cộng 1 nhỏ bằng UK, dĩ nhiên là K nó là một cái số nguyên dương lớn bằng y ha,
hiển nhiên nó lớn bằng 2. Thật ra cũng không cần lớn bằng 2 ha. Thì nếu có được điều này thì chúng ta cũng chắc chắn được rằng là UK cộng 1 nó lớn hơn không rồi. Không, không có vấn đề gì ha. Có thể mình cứ lơ đi con U1 cũng được, không sao. Khi đó ta có U vuông vòng cũng được ha. U vuông vòng. Vậy này nó kỳ quá. Đó. UK cộng 2 thì bằng căn bậc 2 của UK cộng 1 bình phương cộng cho 3 lần K cộng 1 trong ngoặc cộng cho 7 tất cả chia cho K cộng 1 rồi lại cộng cho 1 và trừ 1 bên ngoài căn. Thì chúng ta chú ý đến cái sự đơn điệu theo biến thứ nhất nè. UK cộng 1 là nhỏ hơn bằng UK, rồi UK cộng 1 lớn hơn bằng 0 ha. Thì chúng ta đánh giá cái những cái số hạng liên quan đến UK cộng 1 ha. Bài này thì sẽ có một số hạng nha. Chứa UK cộng 1 thôi, nhỏ bằng UK bình phương cộng cho 3 lần K cộng 1 rồi cộng 7 K cộng 1 trong ngoặc chia cho K cộng 1 trong ngoặc rồi cộng 1. Ở đây mình có thể giải thích là UK này lớn bằng UK cộng 1 và hiển nhiên lớn hơn không ha. Mình có thể chữ vì vô cho nó rõ. Tiếp tục ta đánh giá theo cái biến thứ hai ha, nhớ là theo cái biến K nó là để tiếp tục nó nhỏ hơn bằng căn bậc 2 của UK bình phương cộng cho 3K cộng 7 trên cho K cộng 1 và trừ 1 ngoài căn, và đây chính là UK cộng 1. Có thể giải thích thêm về cái hàm V y này bằng 3y cộng 7 trên cho y cộng 1 giảm trên tập số nguyên dương. Ta có thể chứng minh nó giảm trên khoảng không vô cùng ha, bằng công cụ đo hàm. Như vậy từ những điều này chúng ta sẽ suy ra được cái dãy số chúng ta là cái dãy UN và giảm kể từ y trở đi. Và hiển nhiên nó bị chặn dưới bởi không ha. Thật ra trong trường hợp này chúng ta chắc chắn được rằng là chứng minh được nó bị chặn dưới bởi bởi một luôn đó ha, mà không quan trọng. Chúng ta tập trung vào chứng minh cái giải hội tụ trước, chứng minh nó hội tụ trong tất cả các trường hợp có thể xảy ra, rồi sau đó chúng ta sẽ chứng minh nó tìm sau đó tìm giới hạn của nó chứ ha. Trường hợp thứ hai, ta có là u n cộng 1 lớn hơn u n với mỗi n lớn bằng 2 ha. Ở trong trường hợp này mình có thể sử dụng công cụ phản chứng ha, hoặc là chúng ta chia trường hợp để chúng ta chứng minh rằng là trong trường hợp này giải bị chặn ha. Nếu chúng ta có được giải này bị chặn nữa thì hiển nhiên nó hội tụ. Chúng ta dùng một cách khá là trực tiếp để chúng ta chứng minh cái giải này bị chặn ha. Ta có UN cộng 1 chính là căn bậc 2 UN bình phương cộng cho 3 lần N cộng 7 tất cả chia N cộng 1 trừ 1 lớn hơn UN với mỗi N lớn hơn bằng 2. Từ đó chúng ta sẽ dẫn đến UN vương cộng cho 3 lần N cộng 7 trên cho N cộng 1 thì lớn hơn UN cộng 1 tất cả bình phương, được ha, nhớ là UN dương với N lớn bằng 2. Ta khai triển, ta rút gọn, ta sẽ dẫn đến bên phải là sau khi rút gọn con UN bình á, thì nó còn là 2 lần UN cộng 1 ha, ta suy ra được là UN nè nhỏ hơn bằng phía trái này là có dấu bằng cũng được, nhỏ hẳn cũng được rồi, nhỏ hẳn cũng được rồi. 3 lần n cộng 7 trên tất cả trên n cộng 1 rồi trừ 1 về tất cả chia 2 nhé, được ha. Ta chứng minh giải UN bị chặn trên nha.
Cái này thì mình dễ dàng đánh giá nó nhỏ hơn 7 nè, rồi trừ 1, rồi chia 2 nè, được ha. 3n cộng 7 thì nhỏ hơn 7n cộng 7. Rồi, thì nói chung là nó nhỏ hơn 7 trừ 1 chia 2 là nhỏ hơn 3 ha. Đúng rồi, mỗi n lớn bằng ha. Chính điều này dẫn đến cái dãy UN chúng ta là dãy bị chặn. Mà đồng thời trên cái dãy chúng ta đang xét trường hợp cái dãy chúng ta là dãy tăng dẫn đến dãy UN hội tụ. Chúng ta có thể dùng phản chứng để chứng minh cái dãy này không bị chặn cũng được ha. Thì chúng ta làm cũng thao tác tương tự như thế này. Bình phương lên rồi chúng ta cho qua giới hạn ha, suy ra điều vô lý. Rồi, ở đây mình làm trực tiếp ha. Như vậy trong hai cái trường hợp thì chúng ta đều có cái dãy UN hội tụ. Bây giờ chúng ta tìm giới hạn ha. Đặt L chính là giới hạn của dãy UN. Chúng ta có thể thấy được rằng là L không âm ha. Rồi. Nhưng mà không cần ha. Ta có L cũng chính là giới hạn của dãy UN cộng 1. Nào UN cộng 1 thì bằng căn bậc 2 của UN bình phương R cộng cho 3 lần N cộng 7 bạn chia cho N cộng 1. Rồi trừ 1 ngoài căn ha. Cho qua giới hạn thì nó chính là bằng căn bậc L bình phương cộng 3. Rồi trừ 1. Chúng ta chuyển con trừ 1 qua bên trái chúng ta sẽ bình phương ta sẽ dẫn đến L bằng 1 ha. Sẽ ra là bằng 1. Hay là chúng ta tìm ra được giới hạn của dãy UN bằng 1 ha. Như vậy ta giải quyết xong cái bài dãy số trong cái đề chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của Tiền Giang với cái ở đây số hạng đầu tiên nó là một số thật, không nhất thiết nó cụ thể như vậy ha. Cụ thể thì chúng ta có thể tính toán sơ bộ, chúng ta chỉ ra con y bằng 2 và lúc đó chúng ta không cần xét trường hợp 2 nha, chỉ có trường hợp 1 này thôi. Còn khi con u1 bằng a thì nó sẽ khó hơn, ta khó khăn trong việc chỉ ra con y bằng 2. Rồi chúng ta kết thúc ở đây ha.